Vâng, xin chào mừng các bạn và anh em quay trở lại với kênh của Phụ Tùng Nguyễn Sư Xe Việt. Ngày nay mình xin giới thiệu các bạn và anh em, đây là đèn phản quang. Đây là đèn trên ba đời xốp sau của dòng xe Mitsubishi X-Force mới nhất hiện nay. Thì cái này nó nằm ở phía sau xe khi mà trời về ban đêm, rất là đặc biệt có công dụng về buổi tối khi mà đèn ở xe phía sau chiếu vào thì nó sáng lên để nó gia tăng cái tầm nhận biết, nhận diện của con xe của chúng ta, tránh những cái va chạm đáng tiếc có thể xảy ra. Đấy, thì khi mà anh em chờ cái này nằm ở trên cái ba đời xốp sau, nên là trong quá trình khi mà chạy xe, lưu thông xe trên đường, cái chi tiết này rất hay bị va chạm thì dẫn đến bị vỡ. Thì lúc đó bắt buộc các bạn phải thay thế để chúng ta cùng thay thế để xe của chúng ta có thể vận hành và lưu thông một cách an toàn trên đường. Thì Phụ Tùng Mitsubishi Việt chuyên nhập khẩu phân phối tất cả chi tiết phụ tùng dòng xe Mitsubishi tại thị trường Việt Nam. Như vậy anh em nhu cầu các bạn vui lòng đến Phụ Tùng Mitsubishi Việt, website phụtungmitsubishi.vn. Các bạn xem thấy hay thì nhấn like và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video mình sẽ review tất cả sản phẩm phụ tùng dòng xe Mitsubishi là phục vụ anh em cách hoàn toàn miễn phí. Và đừng quên để lại bình luận phía bên dưới để chúng ta cùng nhau trao đổi về kinh nghiệm sử dụng và tất cả chi tiết phụ tùng dòng xe Mitsubishi này.